Rồi xin giới thiệu cái dòng kích điện WePad 12.3W, cái loại này có 1000W, 2000W, 3000W, 4000W, 5000W. Cái dòng này thì nó có 12V và 4V. Thì này là cái cặp cặp dương để đấu vào bên ốc quy, cũng kèm là cái dây để đấu vô bên ốc quy. Nó có cái đôi giá nhiệt lớn, có hai quả giá nhiệt. Đây, bây giờ cái dòng này đang 12V, nhưng mà nó có dòng 12V là 4V, 48V. Mới hoạt động này mà điện thì này thì có này là điện ra. Đây, máy đang hoạt động này thì đồng hồ thể hiện cái battery volt bình tần số hertz này. Đầu ra, tải đầu ra, hiện tại đầu ra. Đây. Đây, thông số volt ra. Volt tải chưa cắm tải vào chứ nó báo không. Đây là bình và tính trình bình 13.1V, tải ra còn tần số 50Hz. Đây là cái dòng kích điện sinh chủng. Tải nó không 50Hz này, đây volt ra là 226V. Đây dòng này nó có cái và cái gì khi nó nóng bên trái đó. Khi bật qua thì nó nóng nó chạy. Bên kèm lên thì là một cái bộ dây đấu vô bình ắc quy, sách hướng dẫn sử dụng, catalog, thông tin